Xin chào các em, anh Mã xin chào em đây. Anh Mã xin giới thiệu với em, đây là một mẫu sáp nặng nha các em. Đây là hàng của Việt Nam, đây nó có tên là Vân Thiên, đây GTA, đây, rất là vui ha. Đây hướng dẫn sử dụng là dành cho các bé là hơn 3 tuổi nha. Cực nhà nhập khẩu, đây là một sản phẩm của Made in Thái Lan. Đây là một sản phẩm của Thái Lan. Đây rất là nhiều màu, 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 là khoảng 28 màu em, phải không? Đúng không? Mấy em thấy em đúng không? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 đó, rất là nhiều nha. Nhờ chạy cháo anh không biết anh đếm đúng không nè. Đó, rất là nhiều màu. Trên đây thì có cái độ lăn này, các em có thể là lăn ra, lăn cái phần đất sét này ra, rồi chúng ta trộn với nhau đó. Rồi trên đây là các cái khung hình, nó trên hình trái tim, hình con này con kia đó, chúng ta có thể là tạo ra. Thì mẫu này là trị giá là 60k nha các em. Em nào mua hàng thì liên hệ với anh qua số điện thoại 0387728778 nha. Đây rất là dễ thương, rất là nhiều màu. Rồi xin chào các em.